Hiếu chào tất cả anh em. Hiện tại trước mặt anh em chúng ta đây là một con xe tay ga, thì cái lốp của nó cắm vào một cái đinh vít đây này anh em này. Đấy. Thì như các anh em nhìn thấy thì rất nhiều các dụng cụ đồ nghề chúng ta có thể vá được cái lốp không xăm này, chẳng hạn như thế này. Đây là cái bộ phận vá dùi anh em nha. Đấy, vá dùi này. Thì anh em chúng ta có thể sử dụng bằng miếng vá dùi như thế này. Trên những dòng lốp không xăm thì Hiếu có rất nhiều miếng vá, Hiếu mua cả một túi luôn. Đây là rất nhiều. Trên cái phên vá này của chúng ta có thể cắt làm đôi, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có thể một phên này chúng ta có thể vá được 10 miếng. Còn nếu như anh em nào mà muốn tiết kiệm hơn thì chúng ta cắt làm 3, thì chúng ta có thể vá được 15 miếng. Mà hình như vá mỗi một miếng này là chúng ta có thể lấy 20.000, 20.000 một miếng vá. Thì trong khi đấy mà chúng ta mua cả một cái phên này thì nó chỉ rơi khoảng tầm 5.000 đồng thôi. Rồi. Còn cái dụng cụ đồ nghề thứ hai thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em. Đây là trên tay Hiếu, đây là sản phẩm vá lốp không xăm. Thì Hiếu sẽ tháo cái dụng cụ đồ nghề này ra. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho Hiếu nha. Đây là một bộ, nó như một cái ba ly luôn. Đấy, trên tay Hiếu cầm đây. Hiếu sẽ mở hộp. Đấy. Thì trên một cái hộp này nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thì anh em hình như anh em của chúng ta mua tất cả hệ thống hoặc là điện thoại cũng chả bao giờ đọc cái tờ hướng dẫn sử dụng này bao giờ, đúng không? Thì chúng ta có thể bỏ ra một bên. Thì anh em nhìn thấy đây là một cái chiếc súng của nó. Rồi. Chiếc súng bắn truyền kỳ, chuyên vào lốp không xăm ô tô xe máy anh em nha. Thì đây là một cái dùi lốp. Và đây là một cái mở van. Và đây là một túi đạn đi theo máy. Đây là một lọ dầu để chúng ta bôi trơn đạn. Và đây là một cái đầu bắn đạn to hơn, dùng cho những cái lốp nào nó cắm đinh to anh em nha. Rồi ok. Bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách vá. Và cái lốp không xăm này bị dính con ốc vít này anh em nha, để chúng ta có thể sử dụng bằng cái súng này thuần thục. Anh em nào mà chưa có súng này thì cứ liên hệ cho Hiếu. Anh em của Hiếu nhìn đây, đây là một cái đinh vít rất là to. Thì nếu như anh em có máy ấy, ví dụ có máy làm lốp như của Hiếu đây này. Đấy, máy làm lốp kia, thì chúng ta có thể sử dụng bằng lọ keo này này. Đấy, keo và lốp không xăm. Lọ này của nó thường thường nó đang rơi vào khoảng tầm 100.000 một lọ keo. Keo 3M này, 100.000 một lọ. Keo này, lọ này của nó rơi vào 130.000 một lọ. Hộp này của chúng ta mua cũng vào 100.000 một hộp miếng vá. Đây, Hiếu sẽ lôi cho anh em xem. Đây là miếng vá này. Đấy. Đây là cao su lon anh em ạ. Thì anh em nào có các cái máy móc kia thì mới sử dụng đến cái bộ phận keo này, hoặc chúng ta có thể vá sam thì rất là tốt anh em nha. Đấy. Còn video hôm nay thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho anh em cách vá cái lốp này bị ăn đinh. Đấy. Đầu tiên anh em chúng ta cứ tháo con ốc vít này ra, cái này bị kẹt thế nhỉ. Rồi. Anh em của Hiếu nhìn đây, thì đây là cái con ốc vít rất là dài, nó cắm xuyên thủng cái lốp của chúng ta, đúng không ạ? Thì đây có một cái lỗ tròn ủng đây. Thì nếu như anh em chúng ta mà muốn vá cái lốp đinh này thì anh em chúng ta sẽ vệ sinh cái này đi một chút, chúng ta bôi keo vào anh em nha, bôi một ít keo vào rồi chúng ta sẽ doa nó đi một chút. Đây ví dụ như là đây là cái lọ keo của Hiếu này. Anh em chúng ta có thể lấy lọ keo nào cũng được. Anh em chúng ta có thể lấy lọ keo vá xăm hay là lọ keo gì cũng được. Chúng ta vệ sinh cái lỗ thủng này đi thì chúng ta vá nó sẽ yên tâm hơn anh em ạ. Đấy. Anh em chúng ta cho một ít keo này vào. Đấy, chúng ta cho một ít, chúng ta vệ sinh nó đi một tí. Anh em nhìn đây. Đấy. Ở đây thì Hiếu đang chuyên dụng bằng cái này rồi. Còn ở trên cái đồ nghề của chúng ta ấy, anh em của Hiếu nhìn đây,
Trên đồ nghề này của chúng ta thì có cái tô vít chúng ta đi kèm này. Cái này nó có sân sùi để nó đánh cái lốp của chúng ta các cái bẩn, hoặc là nó làm cho tròn cái lỗ. Anh em nhìn đây. Đây, chúng ta có thể làm như thế này. Đấy, chúng ta có thể xoay tròn như thế này, anh em nhìn này. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Chúng ta vệ sinh cái lỗ của cái lỗ thủng này, cái đinh cắm này. Đấy, rất ok. Đấy, chúng ta vệ sinh nó đi. Anh em chúng ta mà muốn vá được cái miếng vá trên cái lốp xe an toàn nhất, bền nhất thì chúng ta phải đánh nó đi cho là sạch sẽ. Rồi, sau khi chúng ta đánh sạch các cái diêm rúa mà bẩn thỉu trên cái lốp thì anh em chúng ta sẽ lạp đạn vào cho nó. Đây là túi đạn đây. Hiếu sẽ lấy một viên đạn ra và một cái ống dẫn hướng ra. Hiếu sẽ lấy một viên đạn và một đầu dẫn hướng. Đó. Đây là lọ dầu của nó này. Cái này của chúng ta phải ấn xuống mới vặn được anh em nha. Cái này nó chúng ta vặn là không vặn được đâu, rất khó. Đấy. Rồi ok, bây giờ Hiếu sẽ để máy quay xa xa rồi một chút. Thì đây là cái súng của nó, anh em chúng ta sẽ vặn cái đầu này ra. Đấy. Vặn đầu và anh em chúng ta rõ một tí dầu của nó lên đây. Cái dầu này nó có tác dụng là làm trơn đạn để chúng ta bắn được cái viên đạn vào bên trong lốp anh em nha. Đấy. Rồi ok. Anh em chúng ta sẽ nắp đạn vào đây. Lấy luôn cái tô vít này của chúng ta sử dụng cũng được. Đấy, anh em chúng ta lắp đạn vào rồi đúng không? Thì anh em chúng ta sẽ vặn cái đầu của nó vào. Anh em chúng ta vặn đầu nó vào này. Rồi ok. Anh em chúng ta nhỏ một chút dầu nữa vào trong cái lỗ này. Rồi. Anh em chúng ta lắp đầu đạn vào. Đấy. Đây là đầu dẫn hướng này, chúng ta lắp vào đây là ok. Anh em chúng ta xác định đến chỗ thủng. Anh em chúng ta nhìn đây. Anh em nhìn thấy chỗ thủng chưa? Rồi. Đấy. Anh em xác định đến chỗ thủng. Chúng ta cũng nhỏ một chút dầu vào cái lỗ thủng này. Rồi. Anh em chúng ta sẽ bán vào đây. Anh em nhìn Hiếu này. Đấy. Cái đầu dẫn hướng này nó sẽ cắm vào đúng cái lốp này của chúng ta. Và chúng ta sẽ ấn vào thôi. Rồi ok anh em nha. Thì căn bản cái bánh xe này thường chúng ta phải để nó xuống dưới đất, đừng cho nó lắc lư như này. Nhưng mà video hôm nay thì Hiếu quay phim cho nên Hiếu để như này để cho anh em chúng ta quay nó nhẹ nhàng. Khi anh em chúng ta bắn được cái súng bắn đạn vào rồi đúng không ạ? Đây, chúng ta bắn được cái súng vào lốp thì anh em chúng ta sẽ bóp cò. Anh em nhìn Hiếu đây. Anh em chúng ta bóp 1 2 3 4 cái thứ 5 là chặt thì anh em chúng ta sẽ nhỏ cò ra này. Chúng ta bắn thêm phát nữa này. 1 2 3 4. Cái thứ 5 là chặt, chúng ta sẽ nhả cò này. Như vậy là chúng ta sẽ cần hai lần nhả thôi là cái chúng ta sẽ nhổ cái súng của chúng ta ra. Anh em chúng ta nhổ súng ra này. Đấy. Anh em của Hiếu nhổ súng ra thì khi đấy cái viên đạn của chúng ta đã bắn sâu vào trong lốp này rồi. Đấy, như này nó đã vá rồi, ok rồi anh em nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo, cầm cái kìm chúng ta kéo ra. Rồi chúng ta sẽ cắt cái vết thừa của cái đạn vá này đi, cao su lon này đi là ok. Hiếu sẽ cận cảnh cho anh em gần hơn nha.
Đấy. Anh em nhìn rõ chưa? Bây giờ Hiếu sẽ kéo này. Đấy. Hiếu kéo ở đây thì ở đây nó có cái vết đạn của chúng ta có 3 khớc, 1 2 3. Anh em nhìn kỹ đây này, nó có 3 khớc này. Đấy. 1 2 3 thì anh em chúng ta vào cắt vào cái đến lớp 2 khớc rưỡi của nó thì nó sẽ bằng lốp anh em nha. Đấy. Thì anh em của Hiếu nhìn đây. Rồi. Bây giờ Hiếu sẽ cắt này. Hiếu cắt bằng lốp. Và như vậy là chúng ta có một miếng vá. Anh em chúng ta cứ lia con dao lam bằng lốp này là ok. Đấy, như vậy là ok. Thì như vậy là cái miếng vá của chúng ta đã bằng lốp, rất là ok, rất là đẹp anh em nha. Thì như vậy là đã xong. Đấy. Bây giờ anh em chúng ta chỉ cần bơm hơi lên và chúng ta thỏa sức đi đường thôi. Lốp trước này anh em chúng ta bơm thử đường khoảng 3 phân rưỡi, xe tay ga là được. Anh em nhìn đồng hồ đây, 3 phân rưỡi ok rồi nha. Đấy. Bây giờ anh em chúng ta sẽ lấy một cái nước chúng ta bôi vào cái chỗ miếng vá này xem ok không nha. Anh em của Hiếu nhìn đây, đây là cái miếng vá thủng của mình. Bây giờ Hiếu sẽ bôi lớp nước lên này, nước xà phòng này. Đấy. Nhưng mà không còn cái lỗ thủng nữa anh em nha. Đấy. Lốp của chúng ta rất là kín anh em nha. Đấy. Khi Hiếu bôi lớp xà phòng vào cái miếng vá của chúng ta là không có xì hơi. Đây miếng vá đây. Rất kín luôn. Thì như vậy là video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Thì anh em nào mà cần những cái sản phẩm súng vá lốp không xăm này thì cứ liên hệ cho Hiếu anh em nha. Thì Hiếu sẽ gửi cho tất cả các anh em thợ trên cả nước anh em nha. Rồi, Hiếu chào tất cả anh em.